Rồi để đấy thôi, để mở cốp ra. Rồi. Đây là đôi SH1800 nên là cái vấn đề vận chuyển hơi nặng một chút. Được rồi, để đấy lấy khênh ra thôi. Khênh ra mà. Vì ở trong kia là ngõ hơi bé nên là để tạo một cái sân đình. Để xuống xe thì vào để lắp đặt cho anh trái. Em đang ngồi xem bụi trần. Ngõ nó bé quá nên là để chở hàng vào. Phía dưới em là cặp loại S5800 nha. Bộ cặp bộ S5800 đang vào nhánh Như để bàn giao lắp đặt cho anh đây. Quá VIP. Cùng thưởng thức giọng ca của anh chị chủ đầu tư cho bộ dàn combo SH1800 này.